Nữ tù nhân bị đám cai ngục khống chế ấn cổ xuống sân chơi, bọn chúng lục khắp người lấy đi chiếc nhẫn từ trong quần lót của cô ấy. Trước đó đã có phạm nhân đe dọa nhằm cướp chiếc nhẫn của cô, tuy nhiên nó là kỷ vật của người chồng quá cố nên cô nhất định giữ bằng mọi giá. Tuy chỉ là vũ công ba lê nhưng cô ấy lại vận dụng rất hiệu quả trong chiến đấu, xoay người liên tục đấm vỡ hết cả mồm đối phương. Cái con ẩm ương vẫn đứng dậy đòi chiến tiếp, thế là bị cô ấy bay người sút vào mõm bất tỉnh nhân sự luôn. Ôm hận trong lòng, ả ta cùng đồng bọn rạch tay cô để dàn dựng thành một vụ tự sát, cũng may quản ngục phát hiện kịp thời đưa lên xe cứu thương. Hai thằng bác sĩ bất lương định giở trò đồi bại, tiếc rằng cô ấy đã tỉnh sút cho nát một đời hoa tàn ba đời chuối. Vậy chuyện gì đã xảy ra với người con gái ấy, liệu rằng cô có thể vượt qua thảm kịch này hay không? Một cô gái bị bắt tới đồn cảnh sát với những vết thương dài trên mặt, viên sĩ quan đầu chọc tóc dài hỏi cô ấy là ai. Maya giữ một vẻ mặt đăm chiêu miệng lẩm bẩm, tôi là Thiên Nga. Thì ra trước đây Maya từng là diễn viên múa ba lê chuyên nghiệp, mới chuyển từ Nga qua Mỹ vì con gái Nina. Giỏi giang xinh đẹp nên Maya có một người chồng vô cùng giàu có lịch thiệp, đó là tỷ phú trong lĩnh vực dầu mỏ tên Michael Mason. Đang trên xe tới nhà hát nơi vợ biểu diễn, Michael nhận được cuộc điện thoại nặc danh. Người đàn ông ở đầu dây bên kia buộc tội anh đánh cắp tài nguyên từ quốc gia của họ, hơn thế nữa còn lấy mất cô gái đẹp nhất nước về làm vợ. Hắn nhắn tin để lại số tiền cần Michael phải bồi thường, tuy nhiên anh chẳng mấy để ý, bởi còn nhanh chóng ôm hoa đến tặng vợ cho kịp giờ. Ngồi bên cô công chúa nhỏ, Michael chăm chú xem vợ diễn vở kịch Thiên Nga dãy chết, anh tự nhủ bản thân may mắn đến nhường nào rồi nở nụ cười mãn nguyện. Buổi biểu diễn kết thúc, Maya xuất hiện dạng người cùng con gái Nina, dàn khách mời ai nấy đều vỗ tay chào đón người phụ nữ tài năng đẹp nghiêng nước nghiêng thùng. Maya để Nina chạy ra chỗ bố, còn bản thân phải đi chào hỏi vài vị khách mời, trong đó có tay trùng khét tiếng của thành phố Richard. Dù biết nàng vũ công đã có chồng nhưng anh ta vẫn thẳng thắn bày tỏ sự ngưỡng mộ, thậm chí còn đếm tiền trả giá để Michael bán vợ cho mình. Tình hình căng thẳng khiến Maya vô cùng lo lắng, ai có ngờ bọn họ lại bất ngờ ôm nhau cười phá lên. Thì ra Michael và Richard là đôi bạn thân từ ngày nhỏ, dù sau này ít có thời gian tụ tập nhưng vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau. Richard ngồi xuống vo tờ tiền lại, rồi làm một trò ảo thuật khiến cô bé Nina thích thú vô cùng. Lấy nhau nhiều năm, Maya mới biết chồng có người bạn lập dị như vậy, ngồi trên xe cô bày tỏ chút chăn trở lo âu. Vậy nhưng Michael trấn an thằng đó là như thế, ngoài việc hay bày trò thì em có thể tin tưởng anh ấy lúc chuyện xấu xảy ra. Trên đường về nhà, Michael bỗng nổi hứng chèo thuyền, đêm trắng năm mới có một lần, nên anh bảo vợ xuống xe đánh quả lẻ. Với Maya, cuộc sống này quá đỗi hoàn hảo, có đôi lúc cô sợ rằng đây chỉ là giấc mơ. Tặng vợ nụ hôn, Michael trấn an vợ đừng lo lắng, anh hứa sẽ bảo vệ em sau này và mãi về sau. Họ cứ mải mê ăn cháo lưỡi mà không hề hay biết có kẻ đang từ xa theo dõi. Ngày hôm sau, Michael lên công ty lọc dầu lo công chuyện, Maya ở nhà làm rất nhiều bánh kem xốp cho con. Dù không thể ăn vì cần giữ dáng lên sân khấu, nhưng cô rất thích khoảnh khắc con gái trầm trồ rồi bảo sẽ phần cha. Ngày còn bé, gia đình Maya rất nghèo khó, mẹ vì bệnh nặng mà không thể lo mọi việc chu toàn. Bà động viên Maya hãy cố gắng múa ba lê thật giỏi để nhận được học bổng, bởi vậy cô ấy luôn phấn đấu vì mẹ. Dù cho giáo viên vô cùng nghiêm khắc, thường dùng roi quật những cái đau điếng khi học trò nhảy sai, sau này mẹ mất, múa ba lê đã trở thành thứ cô ấy không thể tách rời. Cuộc đời Maya cứ ba chìm bảy nổi, khi đang hạnh phúc thì tai họa lại bất ngờ ập đến. Michael lên công ty con mới biết số tiền nửa tỷ đô la chưa hề được giải ngân, có kẻ nào đó đã khiến nó không cánh mà bay, cấp dưới ở công ty thì bị đám mafia cho người bắn chết. Dù lo lắng nhưng anh ấy vẫn gọi điện mua hoa tặng vợ sau giờ biểu diễn, có điều lần này cửa hàng lại nhầm khi mang đến một bó khác màu. Đêm hôm đó trời đổ mưa giông, sấm chớp đẹp đùng, Maya bừng tỉnh sau cơn ác mộng, một cảm giác bất an cứ lởn vởn trong đầu. Nina cũng hốt hoảng chạy sang gọi mẹ, cô bé nói rằng mình mơ thấy bố gặp tai nạn. Nửa đêm muộn, xe của Richard dừng trước đường sắt do tàu hỏa đang chạy ngang qua, kẻ bí ẩn lại gọi tới với những lời đe dọa, anh chưa kịp cảnh báo vệ sĩ thì họ đã lần lượt bị bắn chết. Hoang mang tột độ, Michael bước ra khỏi xe cố thuyết phục đối phương gặp mặt thảo luận, vậy nhưng hắn chỉ nói rằng sẽ khiến Maya phải vào tù rồi tắt máy. Ngay lập tức một viên đạn găm trúng tim khiến Michael gục xuống. Hôm sau, Maya đang luyện tập thì Richard tới báo tin về cái chết của chồng, cô đau đớn đến tột cùng ôm đầu gào khóc. Mọi chuyện càng tệ hơn khi Usof và Michael là hai người liên quan trực tiếp đến số tiền nửa tỷ đô. Giờ đây họ đã chết nên ngân hàng tiến hành đóng băng tài khoản và tịch thu nhà cửa. Maya lục lọi khắp nơi tìm tài liệu nhưng vô ích bởi Michael không bao giờ mang công việc về nhà. Bi kịch vẫn chưa dừng lại ở đó, lão chọc tóc dài tiếp tục kế hoạch để tống cô ấy vào tù. Hắn thuê một vũ công để tiến hành tạo bằng chứng giả, vốn ghen ăn tức ở với tài năng của Maya nên cô ta ngay lập tức đồng ý. Sheriff còn tiếp cận Nina với ý định bắt cóc cô bé, rất may Richard kịp thời có mặt ngăn chặn điều đó xảy ra. Chỉ ít phút sau, cảnh sát tiến hành lục soát nhà Maya, họ tìm thấy một túi đựng số lượng lớn ma túy liền bắt cô ấy về đồn. Cứ như thế Maya bị kết án tù, cô nhớ lại lời Michael nên để con gái cho Richard chăm sóc, dặn anh ấy mang Nina tới sống với bố mẹ chồng tại Mỹ. Tin tức vũ công ba lê nổi tiếng nhất thành phố bị bắt nhanh chóng lan truyền khắp các mặt báo. Đang sống trong nhung lụa đột nhiên phải vào tù ngủ giường tầng khiến Maya vô cùng hoang mang, một tiếng động nhẹ cũng làm cô giật mình thon thót. Điều kiện sinh hoạt thì thiếu thốn đủ đường, lúc xếp hàng đánh răng, Maya bị chị đại trại giam chiếm chỗ, bắt cháo loãng toàn dán bỏ lồng ngổm nhìn đến là kinh.
Cùng lúc đó, tên cảnh sát tới gặp tay chọc tóc dài đòi tiền công xử lý vụ án. Do chưa tìm được giấy tờ quan trọng Michael để lại nên đã bị hắn thẳng tay bắn chết. Sau đó, Sheriff điện cho thuộc hạ đến Mỹ, chúng vào nhà hạ sát bố mẹ Michael và bắt cóc Nina. Roman vào tù thông báo tin dữ khiến Maya như sụp đổ, cô tuyệt vọng đến mức chẳng thiết tha gì cuộc sống này nữa. Ở phòng biệt giam, Maya lấy thức ăn cho chuột còn bản thân nhịn đói, nhưng rồi lời hứa với con gái đã tiếp thêm động lực cho cô. Ánh mắt kiên định, Maya thề sẽ ra tù bằng mọi giá để tìm Nina, đồng thời đá vào mõm kẻ đã làm hại gia đình mình. Thái độ thay đổi, cô không còn bỏ phí thức ăn, trong căn phòng chật hẹp vẫn luyện tập để cải thiện thể chất. Án phạt đã hết, Maya được ra sân tập trung, đám côn đồ ngay lập tức tìm đến gây sự. Chúng biết Maya nén mang nhẫn cưới vào tù nên dùng vũ khí tự chế đe dọa cô phải giao nộp. Tất nhiên cô ấy không thể để mất kỷ vật của chồng, trong lúc bộc phát đã tấn công đối thủ. Tuy nhiên ả ta cũng có chút võ nghệ nên nhanh chóng đứng dậy phản đòn. Maya bất ngờ không kịp tránh phải chịu rất nhiều sát thương. Lúc này mục đích thật sự của nữ phạm nhân mới được tiết lộ. Ả ta nhận lệnh từ kẻ bên ngoài để bắt Maya khai ra chỗ giấu giấy tờ của Michael. Nhắc tới chồng, cơn giận của Maya lại dâng cao đến cổ. Vận dụng những động tác ba lê, cô đạp cho đối thủ một phát rồi tung cú sút khiến ả sái quai hàm. Maya một lần nữa xoay vòng tròn tịnh tiến tung liên hoàn đấm, khiến ả ta xê sẩm mặt mày, tối tăm mặt mũi. Sau cùng cô lấy đà lao tới hạ gục đối thủ bằng một cú đá cao hết lực giữa mặt tiền. Lúc này quản ngục mới chạy tới can thiệp, khống chế Maya dí cổ xuống đất bắt nằm im. Tên trưởng trại giam xuất hiện hạ lệnh cho cấp dưới lục soát, sau đó đã tịch thu chiếc nhẫn được giấu trong quần lót của Maya. Vì gây rối nên Maya bị đám quản ngục đánh cho ngất trên cành quất, ả phạm nhân vừa bị ăn đòn nhân cơ hội trả tư thủ. Cô ta cùng đồng bọn đột nhập vào phòng giam rạch tay Maya, sau đó dìu cô ấy ngồi vào sát tường rồi bỏ đi. Mục đích của ả là giết chết Maya, ngụy tạo hiện trường trông như tự sát. Cũng may tên trưởng trại tới lấy lời khai phát hiện kịp thời đưa Maya đi cấp cứu. Trong lúc thập tử nhất sinh, cô thấy con gái gọi, vậy là Thiên Nga đã sống dậy từ đống cho tàn. Hai tên bác sĩ thấy mâm ngũ quả ngon quá bàn nhau ăn vụng, tuy nhiên Maya kịp thời tỉnh dậy sút cho họa mi gãy cánh. Thằng lái xe hí hửng tưởng sắp đến lượt, ai có ngờ bị Maya dí dao vào cổ khống chế. Tới ven thành phố, cô dừng xe, để lại cho tên chọc tóc dài đúng cái xịt rồi bỏ đi. Vết thương khiến Maya nhanh chóng xuống sức, cô cố gắng tới nhà Roman bấm chuông cửa rồi ngất lịm. Vài ngày sau, Maya mới dần bình phục, ngồi suy nghĩ, cô chợt nhớ ra bó hoa cuối cùng chồng tặng, nhận thấy đó không phải sự nhầm lẫn mà do Michael cố tình để lại thông điệp. Maya ngay lập tức đến nhà hát. Cô lẻn vào phòng thay đồ của Katia, bẻ đôi lưỡi dao nam nhét xuống giày của ả, sau đó chạy khắp nơi tìm lọ hoa chồng tặng. Quả nhiên trong đó Maya đã thấy lời nhắn Michael để lại. Đạt được mục đích, cô nhanh chóng rời khỏi nhà hát, nhưng vẫn kịp nghe tiếng hét thất thanh của con đồng nghiệp xấu tính. Katia chảy máu ngã xuống sân khấu, nhìn thấy lưỡi nam, cô ta biết rằng Maya đã trở về. Bắt taxi, Maya tới nhà ga tìm tủ để đồ chồng ghi trên bưu thiếp. Ở đó cô đã thấy thứ mà đám xã hội đen săn lùng. Tên chọc tóc dài cũng đánh hơi được điều đó, hắn cùng thuộc hạ tỏa đi khắp nơi tìm kiếm Maya. Bọn chúng xông vào nhà vệ sinh đấm người lao công bay xa cả vài mét. Maya bám lên tường tránh để lộ chân, nhưng chúng rất cẩn thận, mở cửa từng buồng để xem xét bên trong. Không còn cách nào khác, Maya chỉ đành ra chân trước, cô sút chúng mặt một thằng rồi liên tiếp tung chưởng vào mõm tên còn lại. Sau khi cho hai đứa xã hội thâm bất tỉnh, Maya thay đồ rời khỏi nhà ga. Với sự giúp đỡ của Richard, cô đã thành công bắt chuyến bay tới Las Vegas. Anh ấy còn cho người đến tận nơi đón vợ người bạn quá cố. Maya chất vấn viên tài xế nhưng không nhận được câu trả lời, cảm thấy hoang mang, cô điện cho Richard nhưng không có ai bắt máy. Thì ra thằng chọc tóc dài đã xử anh ấy từ trước, giờ đây Maya đã rơi vào vòng tay kẻ thù. Sau khi lấy được cổ phiếu, bọn chúng đưa Nina ra khỏi xe, rồi dẫn hai mẹ con vào phòng riêng diệt khẩu. Nina hỏi mẹ giờ mình sẽ chết sao, Maya bình tĩnh trấn an con, lũ người xấu mới là những kẻ phải chết. Thằng răng sún vừa nở nụ cười liền bị đá cho rụng hết hàm. Với những pha dạng háng qua đầu, Maya thành công cướp được khẩu súng. Cô bắn chết lũ đàn em rồi chĩa súng về phía cửa bóp cò đến khi nó lòi nòng. Thằng chọc quay lại xem tình hình, chúng đạn ra đi chân lạnh toát. Biết kẻ địch vẫn còn, Maya không hề khinh suất, cô lao ra ngoài bay người lên cao đồng thời sút chúng mõm hai tên. Nguy hiểm qua đi, Maya cùng con đoàn tụ. Ngay lúc ấy tiếng còi cảnh sát hú vang tại hiện trường. Maya bị bắt đến đồn để điều tra về hành vi giết người. Nhận thấy cô thành khẩn, viên sĩ quan đã mở còng tay trước khi bàn giao cho đại sứ quán Nga. Tuy nhiên kẻ đến lại là tên đầu chọc tóc dài, hắn bắn viên cảnh sát trước khi anh ấy kịp rút súng. Cũng may trong thời gian đó Maya đã kịp chuẩn bị, Sheriff vừa bước vào liền bị mũi tên găm trúng mông. Maya lợi dụng thời cơ cướp súng bóp cò, thành công trả thù cho người chồng quá cố. Điện thoại của hắn đổ chuông, cô liền bắt máy, giọng nói vang lên khiến Maya chết lặng người, thì ra kẻ đứng sau mọi việc lại chính là Roman, cái thằng người yêu cũ hãm lờ. Lời nói đầy căm phẫn, Maya cảnh báo sẽ tìm đến hắn, rồi sau đó dắt con gái cùng số trái phiếu trị giá nửa tỷ đô rời đi. Và đó cũng là những tình tiết cuối cùng của bộ phim. Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn cả nhà.